Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức để thực hiện cam kết tại COP26, đồng thời mong muốn nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế và các quốc gia phát triển, là ý kiến của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trong buổi làm việc với bà Manuel V. Ferro, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới WB. Tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ 26, COP26, Chính phủ Việt Nam đã cam kết sẽ đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Trên cơ sở kế hoạch hành động quốc gia sẽ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Công Thương đã tiến hành xây dựng phương án cập nhật lại dự thảo quy hoạch điện 8. Tuy nhiên, nhu cầu vốn để phát triển ngành điện theo dự thảo quy hoạch điện 8 là rất cao. Mỗi năm, Việt Nam dự tính cần từ 10 đến 13 tỷ USD để phát triển nguồn và lưới điện, chưa tính đến phương án thay thế các nhà máy điện than bằng các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, phát triển hệ thống lưới điện thông minh, hệ thống lưu trữ năng lượng và hệ thống thu hồi, lưu giữ carbon. Đánh giá cao các cam kết của Việt Nam tại COP26, bà Ferro khẳng định Ngân hàng Thế giới luôn đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng, đặc biệt trong các vấn đề khó khăn nhất. Bà cũng thông báo Ngân hàng Thế giới đang xây dựng kế hoạch tổng thể trong 5 năm tới và các chuyên gia sẽ làm việc chặt chẽ với chính phủ Việt Nam để biết nhu cầu sử dụng vốn trong thời gian tới.